gì đấy, mấy con mụ này. Chào em Đạt nhé, hello mọi người. Phong ơi, mang sang phòng anh đi. Đấy. Biết chưa? Alo. View này sợ ma đấy. Ôi, đẹp không ạ? View sợ ma, đúng rồi, hôm nay view sợ ma thế. Cảm ơn mọi người kẹo, cảm ơn kẹo. Bạn nào mà hôn thắm thiết vậy? Cảm ơn Gigi, cảm ơn Su. Cảm ơn đi thằng. Đợi một tí. Mày không sang đây chơi, mày ở trong phòng làm cái gì? Tại em đang tìm phòng của anh đóng cửa thì ai mà vào được. Phòng ta vừa vào. Ô, nhưng mà không có nước à? Nước trong tủ lạnh hay sao? Tủ lạnh không một cái gì luôn, có mỗi hai hộp sữa thì Milo. Thì nó xuống cái tiền lợi mua. Hai hộp sữa là may rồi. Ê, view hôm nay sợ ma thế, hôm view 12.000 view luôn. Ăn cướp nó ra 12.000 view. Đây này, cứ cho mọi người xem mỗi cái cảnh này thôi này. 12.000 view. Ôi, sợ ma. Sợ thế. Cảnh này đâu nhỉ? Cảnh đâu đẹp ấy. Mình đang ở Việt Nam. Cảnh đâu đẹp ấy. Về Việt Nam rồi mọi người ạ. Cảm ơn bún bò Huế. Phong ơi. Phong ơi cái gì? Thế à? Đúng rồi, mình đang ở Việt Nam. Điều sợ mà. Này, cho mày ấy để anh làm việc. Ok. Hello mọi người. Anh em mình đang đi nghỉ dưỡng ở Việt Nam nha mọi người. Mọi người thấy view đẹp không? Trời, đẹp thế nào. Ừ, có view. View này là view, tức là người ta gọi là view view gì gì hôn nhỉ? View à, view hoàng hôn, hoàng hôn. View. View này là view, tức là người ta gọi là view view gì gì hôn nhỉ? View à, view hoàng hôn, hoàng hôn. View này view hoàng view gì gì hôn nhỉ? View à, view hoàng hôn, hoàng hôn. Ừ. Cái này view hoàng hôn mà lại hết mất hôn rồi, hết mất mặt trời rồi. Tầm này là chập tối thôi. Chúc mọi người buổi chập tối vui vẻ.